Kính chào quý anh chị em đang xem video của em. Em là Tú, chuyên review đồng hồ chính hãng. Và hôm nay em mới về sẵn tại shop một chiếc đồng hồ của thương hiệu Omega. Đây là một chiếc cực kỳ nổi bật và toàn bộ thân vỏ của chiếc này sẽ là bằng vàng khối 18K. Em này của em là một em hàng mới 100%, nguyên siêu, full box, đầy đủ những phụ kiện đi kèm. Bao gồm với đó thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái bộ dây handmade mà em thay vào cho bộ dây này. Và đi kèm với cái bộ dây zin thì sẽ là bộ dây màu trắng như này. Đó, em để riêng ra anh em nhé. Thì cái bộ dây đen này nó sẽ lắp vào cái phần thân vỏ của chiếc này, nó sẽ đẹp hơn. Và khi mà anh em đeo thì chúng ta sẽ cất cái bộ dây zin này đi, hoặc chúng ta đeo cái bộ dây zin này cũng được, thoải mái luôn. Đó, và chúng ta sẽ cùng ghé qua những cái phụ kiện đi kèm, bao gồm một quyển sổ và hai cái tấm thẻ của chiếc này. Thì em sẽ show cho anh em về hai cái tấm thẻ này. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái tấm thẻ bảo hành chính hãng, và thứ hai đó là cái tấm thẻ chứng nhận bộ máy chiếc này. Thì với tấm thẻ bảo hành chính hãng thì anh em sẽ có cái dấu của đại lý ở đây đó, và date mua thì khi nào anh em mua sắm chiếc này thì em sẽ vào date cho anh em. Em này của em thì sẽ có mã là 232-263422-10400-4001, và số series sẽ bên dưới này. Thì em sẽ show cho anh em về cái tấm thẻ chứng nhận bộ máy. Thì chúng ta sẽ có đó là bộ máy 8501. Với cái bộ máy này thì anh em sẽ thấy được những cái thông tin ở đằng sau. Ví dụ như cái vành sẽ được làm bằng Ceragon này. Đó, bộ thoát đồng trục coaxial đạt chuẩn cho meter. Cùng với đó, ceramic sẽ được trang bị lên trên chiếc ngoài. Vàng khối 18K, vành button wheel được làm bằng silicon SD14, bộ máy automatic, và chúng ta sẽ có đó là lún thoát khí Heli. Cùng với đó sẽ là 600m chống nước. Với cái độ chống nước như vậy thì anh em có thể sử dụng chiếc đồng này đi bơi, đi lặn thoải mái luôn mà không cần phải lo ngại bất cứ một vấn đề gì cả. Chỉ cần chúng ta thay thế cái bộ dây da này bằng bộ dây cao su thì anh em có thể sử dụng nước cực kỳ thoải mái rồi. Khi nào anh em đeo kiểu dáng công sở thì chúng ta lại thay bộ dây da này vào, thì lúc đó cái chiếc đồng này nó rất đa năng và nó rất dễ phối đồ. Và bây giờ em hãy cùng em trên tay chiếc đồng này. Điều đầu tiên thì anh em có thể thấy được toàn bộ chiếc này sẽ có một cái phần mặt số rất nổi bật, đó là mặt màu trắng. Em này của em thì sẽ thuộc dòng Seamaster Brandis Ocean. Với cái dòng sản phẩm này thì đợt trước em cũng đã lên rất nhiều cái video về dòng sản phẩm này. Nhưng mà để mà có một chiếc mặt trắng cũng như liềng Ceragon màu trắng thì đây là một chiếc đầu tiên mà em mới về sẵn tại shop, cũng như là một cái chiếc đồng hồ rất giá trị. Em này của em thì sẽ có size là 42mm, và với độ dày nó sẽ rơi khoảng tầm 13mm. Tại vì đây là một chiếc đồng hồ có độ chống nước lên đến 600m, bởi vậy cái yêu cầu thân vỏ lúc nào nó cũng phải làm dày và chắc chắn. Cùng với đó, cái phần mặt đáy này sẽ được làm bằng kính sapphire này, và chúng ta có thể thấy cái phần mặt đáy, cái lắp đáy này nó cũng khá là dày. Đó, để đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn chống nước 600m thì bắt buộc cái thân vỏ nó sẽ phải dày, và còn có thêm cả lún thoát khí Heli. Thì chúng ta có thể thấy cái độ dày của chiếc này nó cũng khá là dày. Nhưng với chiếc này thì của em thì chiếc này nó càng dày thì chứng tỏ cái phần thân vỏ bằng vàng 18K nó càng lặng vàng, bởi vậy thì nó lại càng tăng thêm giá trị của chiếc này. Về phần mặt số thì anh em sẽ thấy được chiếc này của em sẽ có một cái phần mặt số màu trắng, và các cọc số cũng như là bộ kim của chiếc này sẽ được Omega họ chế tác bằng vàng 18K. Nói chung là trên chiếc này thì chỗ nào là vàng thì chỗ đó sẽ là vàng khối 18K. Còn cái phần liềng sẽ là liềng ceramic. Sau đó ở phần bên dưới này thì sẽ được làm bằng vàng này. Đó, cái phần liềng ceramic này sẽ được gắn lên trên cái phần liềng mặt bằng vàng như vậy. Phần cọc số thì chúng ta sẽ thấy được cọc số Arabic kết hợp với cọc số vạch. Đây cũng là một cái điểm đặc trưng trên cái dòng Brandis Ocean. Chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Seamaster Professional ở bên dưới cái phần dòng chữ Omega với logo thương hiệu của hãng sẽ được làm bằng vàng và được gắn nổi lên trên phần mặt số. Còn bên dưới trụ kim chúng ta sẽ có bộ thoát đồng trục coaxial, và cái bộ thoát này là một cái bộ thoát đã được cấp bằng sáng chế của Omega, và tất cả các bộ máy của Omega thì đều được trang bị cái chứng nhận này. Chronometer là một cái chứng nhận về độ chính xác của cơ quan kiểm định của Thụy Sĩ, và chỉ có 3% bộ máy của Thụy Sĩ mới đạt được cái độ chuẩn chính xác này. Với cái độ chuẩn chính xác này thì anh em sẽ có một bộ máy cơ khí chạy chuẩn chính xác cộng trừ không quá 4 đến 6 giây một ngày. Trong bất cứ mọi trường hợp, mọi môi trường, mọi điều kiện nào thì bộ máy này nó cũng sẽ đạt cái độ chuẩn xác như vậy.
Và 600m thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ cực kỳ sử dụng nước cực kỳ thoải mái luôn, có thể đi lặn, đi bơi, sử dụng nước rất thoải mái với mẫu đồng này. Về phần cọc số thì anh em sẽ thấy được các cọc số vạch sẽ được Omega họ làm cách điệu, đó là ở phần đầu cọc số sẽ hơi to và đến đuôi cọc số sẽ hơi nhỏ một chút đó. Và bộ kim thì sẽ được làm kiểu kim mũi tên. Đây là một chiếc đồng hồ kiểu dáng thể thao, bởi vậy khi mà chúng ta nhìn vào những môi trường thiếu sáng hoặc những nơi trong bóng tối thì bắt buộc cái phần mặt số nó sẽ phải hiển thị to rõ ràng nhất. Bởi vậy thì trên cái phần mặt số chỗ này, bộ kim cũng như cọc số được làm rất to rõ ràng. Ô lịch thì sẽ được trang bị đó là góc 3 giờ và ở mỗi phần góc 12, 6, 9 giờ thì sẽ được trang bị một cọc số Arabic. Về phần mặt kính của chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được một phần mặt kính, đó là mặt kính cong. Mặt kính này thì sẽ được làm đó là mặt kính sapphire nguyên khối. Mặt kính sapphire thì sẽ chống xước tuyệt đối hoàn toàn rồi. Và trên cái mặt kính này sẽ được phủ hai lớp chống lóa AR để giúp cho các phần mặt kính nó sẽ trong suốt hơn, cũng như nó sẽ giảm cường độ sáng khi mà có ánh sáng mạnh đi qua. Chúng ta sẽ xem giờ một cách rất dễ dàng mà không hề bị chói mắt một chút nào cả. Còn đến với phần thân vỏ thì anh em sẽ thấy được ở hai bên tay phải và tay trái của em thì sẽ có hai lúm. Cái lúm bên tay trái thì sẽ là lúm thoát khí heli. Cái lúm thoát khí này thì sẽ có chức năng đó là khi mà chúng ta lặn đến một độ sâu nhất định và cái áp suất nước nó cao đến mức nhất định thì cái lúm này nó sẽ tự động nó mở và nó thoát khí, tức là nó xả khí ở bên trong phần mặt số đồng hồ. Nó sẽ tránh được những cái áp suất, khi mà áp suất quá lớn nó sẽ làm vỡ mặt kính chẳng hạn, thì cái lúm này nó sẽ có chức năng đó là xả khí heli. Còn bên tay phải của em thì sẽ có phần lúm chỉnh chức năng. Với các mẫu sử dụng phần lúm cũng như là có cái độ chống nước cao thì đều được sử dụng phần lúm, đó là lúm vặn cổ chai. Thì muốn chỉnh chức năng của chiếc này thì chúng ta sẽ cần mở cái volume ra đó. Khi mà mở ra hết cái gen thì chúng ta sẽ thấy được cảm giác cái lúm nó sẽ gảy nhẹ một phát, sau đó anh em có thể rút ra một lớp thì sẽ chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai thì sẽ chỉnh giờ. Bộ máy có chơi sử dụng sẽ là bộ máy 8501, thì bộ máy này sẽ có chức năng đó là 3 kim và 1 lịch. Thì chúng ta rút ra một lớp này, chỉnh lịch theo cái kim giờ. Đó, anh em cứ quay bằng cái kim giờ thì sẽ chỉnh được lịch của chiếc này rất dễ dàng thôi. Và khi đóng lại thì anh em nhớ ấn và xoáy lên và cho cái phần lúm này nó phải ôm sát với phần thân vỏ, thì lúc đó cái độ chống nước của chiếc này nó sẽ đạt được tuyệt đối. Còn đến với phần liềng chiếc này thì chúng ta sẽ thấy được một cái liềng được làm bằng vàng khối 18K. Chúng ta sẽ thấy được các rãnh khí ở trên cái phần liềng này để giúp khi mà anh em xoay cái liềng này nó sẽ có độ bám, cũng như nó sẽ tạo cái thẩm mỹ khi mà anh em nhìn nghiêng vào cái phần liềng của chiếc này. Còn trên mặt liềng thì chúng ta sẽ có đó là các vạch chia độ ở đây. Đó, mỗi vạch chia độ này sẽ tương ứng với 1 phút. Và để sử dụng cái chức năng của chiếc đồng này thì anh em chỉ cần xoay cái phần tam giác có một cái lum dạ quang như ở đây đến cái phần kim phút, thì sau đó chúng ta sẽ sử dụng bắt đầu lặn xuống dưới nước. Thì khi mà cái kim phút này nó trôi đi thì chúng ta sẽ đối chiếu với cái phần các vạch chia độ ở trên cái phần liềng này, thì anh em có thể biết được hiện tại là anh em đang lặn được bao nhiêu phút và đến khoảng thời gian là bao lâu chúng ta sẽ phải ngoi lên mặt nước. Còn đến với phần bộ dây thì chúng ta sẽ thấy được một cái bộ dây đen. Thì bộ dây này là một cái bộ dây da handmade, da cá sấu 100%, và em đặt một cái bộ dây xịn nhất, đẹp nhất và mềm mại nhất. Thì chúng ta có thể thấy bộ dây này đó. Mặt sau thì em cũng sẽ cho gập dập dòng chữ Omega. Còn đây là bộ dây zin của chiếc này. Bộ dây zin thì sẽ có mặt dây màu trắng đó. Tại vì cái phần mặt số chiếc ngoài thì nó sẽ có màu trắng và liềng màu trắng này, thì bởi vậy Omega họ sẽ phối cho anh em một cái dây màu trắng. Nhưng mà khi mà các anh em đeo cái chiếc ngoài thì thường sẽ rất ít đeo dây trắng, tại vì dây trắng nó cũng khá là khó đeo. Thay vào đó thì em sẽ tặng anh em thêm một cái bộ dây như vậy để anh em đeo cho thoải mái và chúng ta sẽ dễ phối đồ hơn. Còn đây bộ khóa chiếc này với phần khóa được thiết kế kiểu dạng khóa bấm dấu dây, và phần khóa này cũng sẽ được Omega họ làm đúc nguyên khối 18K như vậy. Toàn bộ mặt khóa cũng như mặt sau khóa thì sẽ được đánh hoàn thiện kiểu phay xước. Các đường nét phay xước thì sẽ tránh được những vết râm li ti,
cũng như là tránh được vân tay khi mà chúng ta sờ vào phần mặt của khóa như vậy. Thân vỏ thì cũng sẽ được đánh phay xước nhá, và kết hợp với một đường đánh bóng như đây. Đó, cái phần thân bên dưới này thì anh em sẽ thấy được nó sẽ có một cái điểm chung với dòng Seamaster. Còn ở bên trên này thì nó sẽ khác đi, đó là cái chiêu này nó sẽ trang bị thêm cái liềng đo thời gian. Còn ở mặt sau chiêu này thì anh em sẽ thấy được cái bộ máy chiêu này sử dụng. Omega họ sẽ làm lộ máy thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được cái bộ máy chiêu này. Bộ máy có tên Omega Coaxial 8501, là một bộ máy in-house do chính Omega nghiên cứu và phát triển. Thì với bộ máy này anh em sẽ có đó là 39 chân kính, tần số động sẽ là 25.200 và tần tích cót sẽ là 55 tiếng. Với bộ máy này thì chúng ta sẽ được trang bị củ văng cũng như cầu cân bằng, sẽ là bằng vàng khối 18K. Thì với củ văng và cầu cân bằng này thì chỉ trên những các mẫu thân vỏ vàng khối mới được trang bị cái bộ máy 8501. Còn với bộ máy cũng như là phần thân vỏ được làm thép hay đế mi vàng thì chỉ được trang bị bộ máy 8500 thôi. Chúng ta có thể thấy trên cầu cân bằng này anh em sẽ thấy được số series cũng như là các thông số của bộ máy sẽ được khắc ở bên trong phần viền cho mặt máy bên trong đó. Và chúng ta sẽ có thêm đó là vành button wheel được làm bằng silicon 14. Thì đây cũng là một cái bằng sáng chế của Omega, và cái vành button wheel này nó sẽ giúp cho cái bộ máy nó sẽ chống nhiệt này, chống từ này, độ ổn định tốt này. Cùng với đó nó kết hợp với bộ thoát đồng trục coaxial, nó sẽ giúp cho cái bộ máy nó sẽ luôn luôn bền bỉ và chuẩn xác. Ở mặt ngoài của cái phần mặt đáy thì chúng ta sẽ thấy được dòng chữ Blended Ocean đó, và chúng ta sẽ có dòng chữ Omega Cergo. Chúng ta sẽ có dòng White Blended, tức là cái chiêu này nó sẽ sử dụng mặt số cũng như phần liềng sẽ là làm bằng Cergon màu trắng. Vành silicon SD14 như đây, và bố phần càng thì anh em sẽ thấy được số series, cùng với đó dòng chữ AU7018K, chuyện Omega, chuyện đầu chó, chuyện cân tiểu ly. Thì với hai cái dấu chuyện này thì bắt buộc sẽ một chiếc đồng hồ nó sẽ phải đạt tiêu chuẩn, cũng như là cái chất lượng vàng sẽ đạt tiêu chuẩn của Thụy Sĩ thì mới được chuyện hai cái dấu chuyện này. Và bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em về cái mẫu đồng này nhé. Thì như anh em đã thấy cổ tay của em là cổ tay 16.5, lên tay cái mẫu size 42 dòng PO, lên tay em thì cũng khá là vừa vặn và dễ đeo. Anh em chỉ cần cổ tay trên 16.5 thôi là có thể chinh phục, là có thể đeo em này cực kỳ thoải mái luôn. Tất nhiên là tay anh em càng to đeo càng đẹp với mẫu đồng hồ này. Mặt trắng quá nổi bật luôn. Mặt đen thì em thấy nhiều rồi, mặt đen thì khá là đại trà. Còn với mặt trắng liềng Cergon màu trắng thì đây có lẽ là một chiếc duy nhất mà em hiện tại em có sẵn tại shop. Mẫu này của em thì em đang giao lưu với anh em là một mức giá cực kỳ tốt, đó là 315 triệu. Với cái mẫu sản phẩm này thì nếu mà anh em search theo cái mã sản phẩm này trên công cụ tìm kiếm thì chúng ta sẽ thấy được giá liêm yết của hãng rất là cao, và giá 315 triệu là một cái giá em được chiết khấu cực kỳ tốt. Mẫu đồng hồ của em thì em đang sẵn tại shop ở Hà Nội, và anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp tại shop em. Em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu mà anh em không thể qua được shop em thì có thể cọc cho một chút thiện chí nếu mà đã ưng chiếc đồng này rồi, và em sẽ trực tiếp mang đến tận nơi để anh em có thể xem và giao dịch cũng như là giao lưu trực tiếp với em Tú. Em cam kết hàng chuẩn chính hãng 100%, và anh em có thể đi check bất cứ chỗ nào uy tín. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về mẫu sản phẩm này. Ngoài ra thì em có nhận và giao lưu đổi các lên đời tất cả các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng. Anh em có cần cơ cấu lại bộ sưu tập hay muốn giao lưu đổi các thì cứ gửi ảnh trực tiếp cho em qua Facebook hoặc Zalo. Em đều sử dụng số điện thoại 0366621996. Ok, nếu mà anh em thấy video này hay, video này ý nghĩa, và video này có một chiếc đồng hồ siêu đẹp thì hãy ủng hộ em bằng một like và một subscribe để em có nhiều động lực hơn để về nhiều hàng hơn, phục vụ anh em cũng như là lên nhiều clip hơn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.